Hậu vệ Hồ Tấn Tài ghi bàn giúp câu lạc bộ Công an Hà Nội FC có chiến thắng trước câu lạc bộ Bình Định FC ở lượt trận thứ hai giai đoạn 2 V-League 2023 diễn ra tối qua, 22 tháng 7, qua đó giúp đội nhà giữ vững ngôi đầu bảng xếp hạng. Tiền vệ Nguyễn Quang Hải và thủ môn Philip Nguyễn được xem là hợp đồng bom tấn của câu lạc bộ Công an Hà Nội FC. Thế nhưng, từ khi hai ngôi sao này góp mặt, câu lạc bộ Công an Hà Nội FC lại trải qua 3 trận chưa biết đến chiến thắng. Người hâm mộ lo ngại Quang Hải và Philip Nguyễn chưa kịp thích nghi có thể ảnh hưởng đến tham vọng vô địch của đội bóng ngành công an. Thế nhưng, chuỗi trận không tìm được chiến thắng của Công an Hà Nội FC đã kết thúc khi họ giành được 3 điểm trên sân Quy Nhơn. Đội bóng của huấn luyện viên Flavio Luis chơi chủ động trên sân khách để giành quyền kiểm soát thế trận. Bàn thắng duy nhất của trận đấu do Hồ Tấn Tài ghi từ cú cứa lòng đẹp mắt khiến thủ môn Đặng Văn Lâm bó tay. Tấn Tài chính là người cũ của câu lạc bộ Bình Định FC, nhưng khi quay trở về mặt sân quen thuộc, anh đã chứng tỏ mình là cầu thủ chuyên nghiệp, bỏ qua tình cảm cá nhân để cống hiến cho đội bóng mà anh đang khoác áo. Bàn thắng của Hồ Tấn Tài không chỉ giúp câu lạc bộ Công an Hà Nội FC giữ vững ngôi đầu bảng với 28 điểm, mà còn góp phần giảm sức ép tâm lý cho đồng đội Quang Hải và Philip Nguyễn. Mỗi khi đội bóng nhiều ngôi sao này tìm lại chiến thắng, họ sẽ chơi hứng khởi và mạnh mẽ hơn để hướng đến ngôi vô địch. Niềm vui chiến thắng của câu lạc bộ Công an Hà Nội FC được nhân đôi khi đội nhì bảng Hà Nội bị Hà Tĩnh cầm chân 2-2. Hòa trận này khiến câu lạc bộ Hà Nội thua câu lạc bộ Công an Hà Nội FC 2 điểm và gặp chút bất lợi trong cuộc đua vô địch. Một đối thủ khác của Công an Hà Nội FC là câu lạc bộ Viettel FC cũng bị Nam Định FC cầm chân trong trận hòa không bàn thắng. Vì thế Viettel rơi xuống vị trí thứ tư với 25 điểm, thua câu lạc bộ Công an Hà Nội FC 3 điểm. Ở cuộc đua top trên, câu lạc bộ Thanh Hóa FC bất ngờ giành chiến thắng 3-0 trên sân khách trước chủ nhà Hải Phòng FC. Chiến thắng của đội bóng xứ Thanh giúp họ leo lên hạng 3 với 26 điểm, nên vẫn có thể đe dọa ngôi vô địch của đội đang dẫn đầu bảng.